Đây, xin chào tất cả anh em nhé. Nay tôi chuyển một số cây ra vườn mới anh em ạ. Thì tôi sẽ xén lấy cái bầu đất này, gieo ngoài kia rồi thay đất cho nó rồi mình nuôi tiếp anh em ạ. Giờ tôi đưa cái cây này thì bọc bầu lại thì tôi quay anh em xem, cắt lọc cành cho nó luôn, bỏ hết lá đi. Trước hết là bẻ cái chậu ra này, sắn là cái bồ đất đây, lọc hết cành. Đây nha, bọc cái bầu như này này, không về thì sẽ bỏ bớt ít đất xà xiu nữa, trồng một cái chậu to hơn để mình làm tay cành nó to anh em ạ. Chứ cái cây này thì cái cây này nó hơi bị chột này. Những cây cùng với thật đợt cây này thì bây giờ cành mới đẹp lắm này. Cây này thì hơi chột, tại vì cành nó hơi yếu đấy, mấy cái vết này nó không bo được, bo rất kém. Đợt này về tôi phải lươi mạnh này. Giờ tôi cắt tỉa anh em xem cho vui nhá, cắt lọc hết lá đi, tại vì khi mình thay đất thì mình phải cắt hết lá đi anh em ạ.